Chiều nay, tại cuộc họp báo thường kỳ của Bộ Ngoại giao, người phát ngôn Phạm Thu Hằng đã nêu quan điểm của Việt Nam trước nhiều vấn đề đang được quan tâm hiện nay như xung đột liên triều hay việc Campuchia rút khỏi cơ chế hợp tác tam giác phát triển Campuchia-Lào-Việt Nam. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao khẳng định, quan hệ Việt Nam-Lào-Campuchia là tài sản quý báu của ba dân tộc. Ba nước có nhiều cơ chế hợp tác và tất cả đều có giá trị và đóng góp riêng cho quan hệ hợp tác hữu nghị và sự phát triển của cả ba nước. Trong 25 năm qua, thì cái hợp tác khu vực tam giác phát triển Campuchia-Lào-Việt Nam đã góp phần thúc đẩy quan hệ truyền thống cũng như là hợp tác kinh tế, thương mại, giao lưu nhân dân và góp phần thu hẹp khoảng cách phát triển và nâng cao đời sống người dân tại khu vực biên giới cũng như là tại ba nước. Và Việt Nam đã, đang và sẽ tiếp tục tham vấn với Lào và Campuchia để tiếp tục thúc đẩy hợp tác giữa ba nước sâu rộng, thực chất, hiệu quả, phù hợp với yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới vì lợi ích của người dân ba nước và vì cộng đồng ASEAN và vì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển tại khu vực. Cũng tại họp báo, người phát ngôn Bộ Ngoại giao đã nêu quan điểm của Việt Nam trước những vấn đề căng thẳng gây xung đột liên triều đang được đánh giá là lớn nhất kể từ khi chính phủ của Tổng thống Yoon Suk-yeol lên cầm quyền từ tháng 5 năm 2022 tới nay. Việt Nam quan tâm đến tình hình gần đây trên bán đảo Triều Tiên và chúng tôi mong muốn các bên kiềm chế, tránh làm gia tăng căng thẳng và kiên trì đối thoại có tính đến quan tâm và lợi ích của nhau cũng như là lợi ích chung của khu vực và quốc tế và đóng góp vào duy trì hòa bình, ổn định trên bán đảo Triều Tiên, trong khu vực và trên thế giới. Được sự ủy quyền của